Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đón xem bản tin y tế trong ngày trên kênh VTC14. Mở đầu là những thông tin về y tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết trong tháng 6 năm 2023, trên địa bàn tỉnh liên tiếp ghi nhận hai cháu bé bị chó dại cắn tử vong. Cả hai trường hợp này đều không tiêm vaccine dại sau khi bị chó cắn. Có một trường hợp tìm đến đông y để chữa dại. Trường hợp đầu tiên là một bé trai sinh năm 2016, trú tại xã Ia Krieng, huyện Đức Cơ. Người nhà cho biết ngày 8 tháng 4, S bị con chó của gia đình nuôi cắn vào vùng mặt, cụ thể là má trái, vết thương khoảng 3cm, rỉ máu. Chú chó này mới sinh con. Người nhà đưa bé ra cơ sở y tế tư nhân để xử trí, rửa và khâu vết thương nhưng không tiêm vaccine phòng dại. Sau đó, gia đình tự rửa vết thương và chăm sóc cháu. Ngày 21 tháng 6, S sốt, mệt mỏi, chán ăn, sợ nước, sợ gió và có biểu hiện co giật nhẹ, được người nhà cho đi viện và được chẩn đoán xác định là dại lên cơn. Sau đó, cháu bé tử vong. Trường hợp thứ hai là một bé gái sinh năm 2018, trú tại thị trấn Đắc Đoa, huyện Đắc Đoa, cũng tử vong do bệnh dại. Người nhà cho biết tháng 3 năm 2023, cháu bị chó dại cắn một vết ở chân được rửa bằng nước. 3 ngày sau, con chó bị chết. Bé không tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine dại mà chỉ dùng thuốc đông y. Tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, bệnh nhi được chẩn đoán dại lên cơn. Ngày 15 tháng 6, bệnh nhân tử vong. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai khuyến cáo những người bị chó cắn nên điều trị dự phòng bằng tiêm vaccine dại, huyết thanh dại. Theo dõi sức khỏe trường hợp bị chó cắn để có hướng xử lý kịp thời, không điều trị bằng thuốc nam hay đông y. Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết mỗi ngày trung tâm hô hấp tiếp nhận khoảng 160 bệnh nhân nội trú, trong đó các ca viêm phổi do mycoplasma chiếm khoảng 30%, nghĩa là hàng ngày có khoảng từ 30 đến 40 bệnh nhân nằm điều trị. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương, viêm phổi có nhiều căn nguyên, trong đó mycoplasma, vi khuẩn không điển hình, là tác nhân quan trọng gây viêm phổi ở cộng đồng và ở trẻ em. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên hay gặp ở nhóm trẻ lớn. Khi vi khuẩn mycoplasma xâm nhập vào cơ thể, thời gian ủ bệnh khoảng từ 2 đến 3 tuần. Sau thời gian này, bệnh nhân sẽ khởi phát và trải qua những triệu chứng viêm long đường hô hấp, hắt hơi, sổ mũi. Ngoài ra, trẻ còn ho nhiều, ho rũ rượi từng cơn, ho đi kèm khó thở, thở nhanh gấp gáp. Những trẻ lớn có thể có cảm giác đau ngực, đau đầu, đau cơ, cứng cơ. Trẻ có thể bị viêm kết mạc, nổi mày đay trên da, biến chứng tim mạch, biến chứng đường tiêu hóa, tiết niệu. Phó giáo sư Hanh cho biết, những triệu chứng viêm phổi do mycoplasma ở trẻ rất dễ nhầm với những tác nhân viêm phổi khác như viêm phổi do virus, viêm phổi do vi khuẩn khác vì có những biểu hiện như sốt, ho, khó thở hoặc chụp X-quang phổi, có những tổn thương trên phim. Tuy nhiên, để chẩn đoán chính xác tác nhân viêm phổi do mycoplasma, cần phải làm xét nghiệm đặc hiệu. Các bác sĩ khuyến cáo, nếu thấy trẻ có những biểu hiện như viêm long đường hô hấp, sốt cao, ho khó thở và đặc biệt là xảy ra ở những trẻ lớn từ 4 đến 10 tuổi, thì nên đưa trẻ đến những cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và làm xét nghiệm và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng suy hô hấp nguy hiểm. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa mổ đẻ thành công cho sản phụ mang 3 thai, một bé trai khắc trứng và hai bé gái cùng trứng. Đây là trường hợp mang thai tự nhiên vô cùng hiếm gặp ở nước ta. Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, sản phụ 25 tuổi trú ở huyện Nari, Bắc Cạn nhập viện khi mang thai 36 tuần 4 ngày. Hình ảnh siêu âm cho thấy sản phụ mang 3 thai, trong đó một thai bé trai khắc trứng với một bánh rau, một buồng ối riêng. Hai bé gái còn lại có hai túi ối cùng chung trứng và bánh rau. Hiện ba em bé đã chào đời khỏe mạnh với cân nặng từ 1,9 đến 2,1 kg. Các bác sĩ cũng cho biết đây là ca sinh ba vô cùng hiếm gặp bởi người mẹ mang thai tự nhiên, một bé khắc trứng và hai bé cùng trứng. Tỷ lệ gặp trường hợp này vô cùng thấp, khoảng 1 trên 200.000 ca sinh. Từ trường hợp hiếm gặp này, bác sĩ khuyên cáo các thai phụ mang đa thai nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Khi nhu cầu của thai nhi tăng lên gấp đôi, gấp ba, cần cung cấp nhiều dưỡng chất hơn để giảm nguy cơ suy dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh sau này. Đặc biệt phải theo dõi thai kỳ chặt chẽ, khám thai định kỳ, siêu âm đúng lịch để phát hiện sớm những biến chứng sản khoa có thể gặp. Nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, trong đó có viêm não, màng não là bệnh xảy ra rải rác quanh năm. Tuy nhiên, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 6, các cơ sở y tế đã tiếp nhận các ca viêm não, màng não có xu hướng tăng lên rõ rệt. Đáng chú ý, các di chứng có thể gặp sau khi trẻ bị viêm não, viêm màng não thường rất nặng nề như bại não, liệt chân, liệt tay, bị động kinh, điếc,
trí nhớ kém. Vì thế, các bậc phụ huynh cần phải hết sức lưu ý. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bé gái 4 tuổi này được chẩn đoán viêm mảng não. Trước khi nhập viện, gia đình cho biết cháu có biểu hiện sốt cao không hạ, đau đầu dữ dội, mê man về đêm. 6 tiếng sau, tình trạng không cải thiện, gia đình đã đưa bé vào bệnh viện. Không, đến đêm ngủ thì con kêu đau đầu quá, con đau dữ dội và con sốt hơn 38 độ. Xong rồi con cứ mê man, con không tỉnh táo. Xong rồi con muốn chớ, muốn nôn. Con nôn lúc đấy, xong rồi con đau dữ dội suốt từ lúc 3 giờ sáng cho đến khi vào viện. Khi vào viện được 6 tiếng thì con vẫn đang chớ, con vẫn đang đau đầu. Con chỉ kêu đau đầu thôi. Các bác sĩ chẩn đoán con? Mới đầu thì các bác sĩ chẩn đoán là nghi ngờ con bị viêm màng não và gia đình chờ kết quả xét nghiệm, xong thì bác sĩ kết luận là con bị viêm màng não. Do cái đặc thù của bệnh nên là hầu hết các cháu mà viêm não màng não vào với chúng tôi đều có cái triệu chứng của một cái hội chứng viêm não cấp, đó là sốt cao, đau đầu rõ rệt, đau đầu rất là dữ dội, và những cái cháu vào muộn thì bắt đầu có biểu hiện là ý thức đang giảm dần, xấu dần. Và có một số cháu đã bắt đầu có những biểu hiện thần kinh khu trú như co giật, như liên quan đến liệt vận động hay là rối loạn ý thức. Tại khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ cho biết từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, số ca viêm não, màng não có sự gia tăng rõ rệt, hiện chưa thấy có sự đột biến so với mọi năm. Tuy nhiên, đây là những bệnh mà phân bố dịch tễ liên quan đến mùa bởi liên quan tới dịch tễ của các loại virus. Nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, trong đó có viêm não, màng não, thường hay để lại những di chứng nặng nề cho trẻ. Nhiễm trùng là một cơ quan quan trọng. Và hơn nữa, những cái nhiễm trùng đây thì nó thường để lại, hay để lại và dễ để lại các cái di chứng. Và những cái di chứng đó đều để lại những cái hậu quả lâu dài ảnh hưởng đến cuộc sống, vận động, học tập về sau này của các cháu. Tôi ví dụ như có những cháu mà sau viêm não, nhất là viêm não Nhật Bản, thì để lại di chứng liên quan đến ý thức. Nó không có hòa nhập xã hội và sau này trẻ mất cái khả năng học tập cũng như lao động. Hay là có những cháu liên quan đến liệt vận động, tất nhiên tùy từng cái vị trí tổn thương trên não mà nó có thể gây ra các cái biến chứng, cũng khác như các di chứng khác nhau. Thành ra là đó là những cái mà vì sao xã hội và cái ngành y tế đều quan tâm để phòng chống cũng như làm sao khuyến cáo những người dân điều trị, giảm thiểu các cái vấn đề liên quan đến di chứng cho bệnh viêm não. Theo các bác sĩ, đặc trưng của bệnh viêm não là sốt đột ngột, sốt cao nhanh, sau đó các cháu có biểu hiện đau đầu và nôn. Thông thường với trẻ nhỏ, triệu chứng sốt, đau đầu và nôn ở những giờ đầu, đôi khi rất dễ lẫn với nhiều bệnh nhiễm trùng, nhiễm virus khác, thường các cha mẹ bỏ qua. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết các biểu hiện của viêm não, màng não sẽ có đặc trưng riêng, cha mẹ cần hết sức lưu ý để cho trẻ nhập viện sớm. Viêm não, viêm màng não đó là một cái thể bệnh diễn biến cấp tính, thậm chí là tối cấp, chỉ trong vòng chưa đến 24 giờ các cháu đi vào nặng. Còn cấp thường trong vòng 2-3 ngày thì sau cái biểu hiện ban đầu là sốt, đau đầu, rồi là nôn đó thì ý thức của con giảm dần, rồi con kém linh hoạt. Thế thì nếu mà con có những biểu hiện như vừa nói và các cha mẹ nên quan sát kỹ con, cái đau đầu nó khác thường đi. Những cái đau đầu do những virus khác khi hạ sốt con có thể giảm bớt. Đấy, hoặc là những cái trẻ mà có ho thường gây nôn thì bây giờ với bệnh viêm não này thậm chí không ho nó cũng nôn một cách tự nhiên, nôn không kìm được, gọi là nôn vọt. Hay là cái đau đầu cho dù mình có dùng giảm đau cũng không thể hết được. Đấy, thế thì quan sát con và sát sao với những cái triệu chứng mà con có, đặc biệt vào mùa hè, đây là mùa của viêm não, thì cha mẹ nên cho con đến khám sớm. Khi nói đến viêm não ở trẻ nhỏ, hầu hết trên 80% là do virus, trong đó có những loại virus đã có vaccine phòng bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo các bậc cha mẹ nên cho trẻ đi tiêm phòng đầy đủ. Còn lại những loại virus chưa có vaccine phòng bệnh, chúng ta sẽ áp dụng các biện pháp phòng bệnh chung như tuân thủ vệ sinh tay, đeo khẩu trang, vệ sinh thân thể và nơi sinh hoạt, ăn chín uống sôi. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng cần nâng cao thể trạng cho con bằng cách bổ sung các vitamin và khoáng chất cho trẻ để tránh các tác nhân gây bệnh. Đến đây, bản tin y tế trong ngày xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.